và để khởi tiền cho bữa tiệc tối ngày hôm nay là phần trình diễn sôi động của nhóm múa gia đình Tận Hiến Tân Hương với liên khúc Đồng Hành Cùng Mẹ và Giêsu Của Con. Ngày con với mẹ đồng hành, ngày hôm nay con với mẹ dâng thân, giờ cùng mẹ dâng tu, nguyện con lòng quay nhớ có mẹ bên con, tin vững xa thôi. Con ta nghe tiếng Chúa vang hỏi mọi nơi, luôn xin vâng như đức mẹ Chúa trời, một lòng phong tha. Thank you.
Lời đầu tiên cho phép con Anton Maria Hùng. Cả Maria Hiệp gửi đến quý cha, quý tu sĩ Nam Lữ, quý chức trong ban phục vụ hội đồng giáo xứ, quý hội đoàn công giáo tiến hành, quý ban phục vụ miền Tân Sơn Nhì, quý ban phục vụ gia đình tận hiến giáo xứ bà, quý ca đàn, ban lễ sinh, quý vị quan khách, cùng toàn thể quý anh chị em lời chào thân thương nhất. Giữa cuộc đời dung tú, nguyện một lòng mãi nhớ, có mẹ bên con kim vực sát hồn. Đó là một phần của lời bài hát đồng hành cùng mẹ mà chúng ta vừa được thưởng thức, cũng chính là lời mẹ nhắn nhủ đến mỗi người chúng ta. Dù biết bao khó khăn cuộc sống hàng ngày, hãy kiên vững vì chúng ta luôn có mẹ chở che. Và chính chúng ta đây, những người con đã được tận hiến cho mẹ, thì chắc chắn mẹ sẽ còn thương yêu, lo lắng cho chúng ta biết là chừng nào. Thiết nghĩ rằng mỗi người chúng ta hãy luôn biết tạ ơn mẹ qua những lời chuyện cầu của Chúa cho chúng ta. Kính thưa quý cha, quý sư, quý vị cùng toàn thể anh chị em, ngày hôm nay được sự yêu mến của cha chính xứ, quý cha dòng mẹ Chúa cứu chuộc, cùng sự công tác của tất cả mọi người, gia đình tín hữu chúng con được vinh danh, vinh dự tổ chức một thánh lễ thật xuất sắc và một buổi liên hoan đầy ấm cúng này. Và cùng đến tham dự với chúng con có sự hiện diện của cha xứ Francisco Assisi, quý cha dòng mẹ Chúa cứu chuộc, quý sơ, quý vị khách mời, cùng toàn thể anh chị em có mặt trong buổi tối hôm nay. Gia đình tận hiến chúng con đã được thành lập và có những bước đi rất vững chắc như ngày hôm nay là nhờ những hy sinh không cố gắng không biết mệt mỏi của các anh chị em trong ban phục vụ khóa trước. Giờ đây xin được mời chị Teresa Maria, trưởng ban phục vụ gia đình tận hiến, sẽ lên nói lời tri ân và tuyên bố khai mạc bữa tiệc ngày hôm nay. Và xin mời chị ạ. Kính thưa cha chánh xứ, cha phó xứ, quý cha dòng mẹ Chúa cứu chuộc, quý sơ dòng Chúa quan phòng, quý sơ dòng chị em bác ái tu đê, quý sơ dòng Chúa trên lành và quý sơ dòng xúc tâm sự sống cùng toàn thể quý khách. Con xin được đại diện cho anh chị em gia đình thần hiến giáo xứ Tân Hương. Xin cảm ơn cha xứ và cha phó, dù rất bận rộn với bao công việc, và quý cha dòng mẹ Chúa cứu chuộc, dù ở xa, nhưng vì yêu thương, vẫn đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý sơ dòng Chúa quan phòng, quý sơ dòng chị em bác ái tu đê, quý sơ dòng Chúa trên lành và quý sơ dòng phúc âm sự sống đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý khách, sự hiện diện của quý vị đã nói lên tâm tình liên đới, hiệp thông và chia sẻ với chúng con. Sau cùng, chúng con xin cảm ơn tất cả quý vị đã cộng tác giúp cho buổi lễ của chúng con hôm nay được sốt sắng và long trọng, cùng những người đã âm thầm bằng cách này hay cách khác góp phần làm cho buổi lễ bổn mạng của chúng con được trở nên trọn vẹn hơn. Quyền xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, ban muôn ơn lành hồn sát chúng cho quý cha, quý sơ và tất cả quý vị. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Giờ đây, chúng con xin trân trọng mời cha Francisco Assisi lên ban huấn từ và làm phép cổ ăn cho chúng con. Xin kính mời cha. Vâng, kính thưa cha đặc trách dòng mẹ cứu chuộc, kính thưa quý sơ, kính thưa quý hội đồng mục vụ và tất cả các gia đình thân hữu của tận hiến giáo xứ cũng như là miền và hàng, ngày hôm nay chúng ta quây quần nơi bên Chúa được thánh đường rất là sốt sắng, rất là đông, rất cả vào trong bữa tiệc này rất là vui và cũng hào nhiều lắm. Xin cầu chúc cho tất cả các hội viên mỗi ngày một đông hơn và mỗi ngày vẫn có là về lượng, và cũng cầu chúc cho chất lượng đầy tràn chan chứa
đó là cái tinh thần tận hiến của người mẹ. Chúa và xin Chúa chúc lành cho chúng con những buổi mà chúng con sắp lãnh nhận đó là bước thứ ba nên để lại chúng con mình mẹ mình côi. Xin mẹ chuyển lời cầu của chúng con lên trước nhàn Chúa để xin Chúa chúc lành thánh hóa và ban ơn phúc lành cho mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin cảm ơn. Và tiếp theo xin mời toàn thể hội viên gia đình tại hướng tân hương sẽ cùng lên nói lên niềm tin yêu khó khăn để tận hiến cho mẹ Maria. Những tâm tình đó sẽ được thể hiện qua bài hành khúc đồng công. Xin quý cha và quý vị cùng lắng nghe. Sống theo mẹ, xin vâng như mẹ, trong một đời tận hiến cho mẹ. Đó là ước muốn và là quyết tâm của mỗi hội viên chúng ta. Và để thực hiện được điều đó, gia đình tận hiến chúng con cũng có những tôn chỉ hoạt động. Đó là nâng cao đời sống đức tin và hoạt động thiết thực trong đời sống hàng ngày. Để cho rồi nâng cao đời sống đức tin, thì gia đình tận hiến chúng con có giờ chầu thánh thể lúc 1 giờ chiều hàng ngày để hiệp thông cầu nguyện cho nhau và cho hội thánh. Lần chuỗi liên kết giữa các gia đình cũng đang được chúng con thực hiện. Và vào mỗi tối thứ ba hàng tuần, chúng con rước Đức Mẹ đọc kinh Liên Gia, giúp gắn kết tình thân hội viên gần nhau hơn. Gia đình tập hiến chúng con họp định kỳ, tĩnh tâm, nhận lời Chúa và cầu nguyện cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời vào thứ ba tuần cuối cùng của tháng. Ban phục vụ cũng sẽ thông báo lịch hoạt động trong một tháng để anh chị em chúng ta cùng sắp xếp thời gian tham dự. Hàng năm chúng con có tổ chức thêm các buổi như chia sẻ bác ái mùa chay và hạt hương hướng Đức Mẹ vào mùa hè kết hợp với làm bác ái, thăm và tặng quà trẻ em tật nguyền và người neo đơn. Như Thánh Giacôbê đã nói, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Bên cạnh việc nâng cao đời sống đức tin, gia đình tận hiến chúng con luôn cố gắng để đi đến những hành động cụ thể, đó là thăm các hội viên già yếu không thể đi sinh hoạt được, giúp đỡ hàng tháng cho mấy ấm Chúa trên lòng, tổ chức thăm các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những việc mà gia đình tận hiến đã và đang cố gắng làm luôn cần cánh tay của một tập thể, và cánh tay ấy được nối dài bao xa còn phải nhờ vào sự cộng tác nhiệt tình cầu nguyện của quý cha và tất cả quý vị. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cùng chúng con. Kính
kính thưa quý cha, quý sư, quý vị và tất cả anh chị em, lễ bổn mạng của chúng con năm nay cũng chính là kỷ niệm 8 năm ngày thành lập, ra mắt giáo xứ Tân Hương Gia Đình Tận Hiến. Và để đánh dấu cho ngày quan trọng này, anh chị em chúng con có chuẩn bị một phần quà may mắn với những phần quà thật hấp dẫn như quý vị đã thấy ở trên sân khấu bên này, và những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc để gửi tặng cho tất cả quý anh chị em. Để tham gia nhận phần quà may mắn của mình, xin mọi người vui lòng giữ lại lá phiếu trắng có đánh sáng số đã được chúng con để sẵn trên bàn. Thể lệ sẽ được chúng con phổ biến ở những phần tiếp theo. Xin mời tiết mục Cảm Xúc Tây Nguyên chuẩn bị. Để tiếp đến, chúng con xin mời Ban Thường vụ Giáo xứ lên cho chúng con đôi lời chia sẻ. Xin mời Ban Thường vụ Giáo xứ. Và tiếp theo bài Phúc Cảm Tạ của chị Thanh Hương xin chuẩn bị. Kính thưa cha giáo xứ, kính thưa quý cha, kính thưa quý sơ, kính thưa quý chức và các đoàn viên của gia đình Tần Hiếu. Con xin thay lời cho anh em của Ban Thường vụ cũng như hội đồng mục vụ của giáo xứ Tân Hương. Trước hết xin có lời kính xin chúc mừng ngày bốn mà của gia đình Tần Hiếu của giáo xứ Tân Hương, và đặc biệt là có các sứ bà hôm nay thật là vui mừng. Một lần nữa xin mẹ Maria luôn đồng hành với anh chị em trong gia đình Tần Hiến để luôn làm đẹp lòng Chúa và lòng mẹ Maria. Xin mẹ cầu bầu cho tất cả các anh chị em trong gia đình Tần Hiến càng ngày càng hăng say, vui tươi và sống bên Chúa càng gắn bó mọi ngày trên cuộc đời của Trần Giang này. Chúng con một lần nữa chúng con xin chúc mừng và xin cảm ơn. Thay đổi không khí, chúng ta hãy cùng hòa mình với nhóm múa gia đình Tận Hiến với tiết mục Giấc Mơ Cánh Cò. Xin mời quý cha và quý vị cùng thưởng thức. Cánh cò trắng ơi.
lời đầu tiên chúng con xin được gửi lời chào tới quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý anh chị em một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, đại diện ban phục vụ miền Tân Sơn Nhì cùng 11 xứ, con sẽ xin được hát được bài ca phục vụ. Dạ, xin cảm ơn thật nhiều ạ. Và cứ bước theo Chúa đi vào đời, chẳng ta mang đặng vai phục vụ mọi người. Từng bước ta đi người tình nhân phục vụ, còn tiếng ta nói âm tổ rằng phục vụ. Chẳng biết ta làm một đời như dấu phục vụ. Tình Chúa bao la muôn đời sáng chói, người đến nơi đây nuôi lại yêu thương. Trong mọi nơi, trong mọi lúc, tinh thần phục vụ. Người ta bất cứ như ánh trăng rơi vào hận thù, rơi vào ngục tù, rơi vào cõi âm u. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình. Phục vụ không gọi đến đâu, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Kitô. Nay là ngày lễ Mẹ Ban Cô, nhưng xin hát thêm một bài nữa. Ơi trước nhà mẹ con dâng về mẹ chẳng hoa mân thôi và ngàn lời ca chưa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ liền, cho lời hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi an vui con dâng lên mẹ tình yêu, xin dâng cho niềm yêu mẹ. Khi con cô đơn xin dâng về mẹ, để những gian chân mẹ sẽ ủi an. Mẹ ơi trước nhà mẹ con dâng về mẹ một tràng hoa mẫn côi và ngàn lời ca chan chưa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền, tràng hoa tâm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Dạ chúng con xin hết ở đây ạ, để nhường sân khấu cho nhiều những bạn trẻ khác. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và xin được mời quý sơ dòng Chúa Quan Phòng lên cho chúng em lại ba số giải ba. Con mấy gì ra? Con mấy gì ra? Vỗ tay. Số 990. Quang hô, giờ là chuyện cầu của Đức Mẹ. Đức Mẹ nhậm lời. Cảm ơn Đức Mẹ rất nhiều. Gặp nhau cùng chung hướng đến an vui, chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau để không còn xa lìa, sống gần nhau và sống vì nhau giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giêsu ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong Giêsu bên nhau phục vụ.
vui sướng hạnh phúc. Qua Giêsu ta yêu và được yêu mãi. Tôi yêu thương vững đôi chân ta bước đi mỗi ngày. Yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống cần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giêsu ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong Giêsu bên nhau cùng vui sướng hạnh phúc. Qua Giêsu ta yêu và được yêu mãi. Tôi yêu thương vững đôi chân ta bước đi mỗi ngày. An vui, chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giêsu ta đi về khắp đất trời, đời tươi. Giêsu bên nhau phục vụ vui sướng hạnh phúc. Qua Giêsu ta yêu và được yêu mãi. Tôi yêu thương vững đôi chân ta bước đi mỗi ngày. Đi về khắp đất trời, đời tươi trong Giêsu bên nhau cùng vui sướng hạnh phúc. Qua Giêsu ta yêu và được yêu mãi. Tôi yêu thương vững đôi chân ta bước đi mỗi ngày. Tôi yêu thương vững đôi chân ta bước đi mỗi ngày. Cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn cho các bạn nhóm múa và cùng đến với giải nhì của phần bốc thăm may mắn. Chúng con xin được mời ban thường vụ giáo xứ lên cho chúng con hai giải nhì. 065. Số 065. Số may mắn thứ hai của giải nhì, số 065. Có số 5, trời ơi mừng quá. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn cho hai số may mắn của giải nhì. Và đến với giải nhất của buổi tối hôm nay, chúng con xin được mời cha Luca Maria Cương cùng lên cho chúng con số đặc biệt của giải nhất. 078. 078 nhìn vô ống kính, nhìn vô ống kính. Đấy, đó. Bà con thấy nhá, đấy anh chị em thấy nhá. Xin cho bà một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Cái này giải nhất nổi không? Dạ nổi. Rồi cho một tràng vỗ tay.
tay thật lớn bà con ơi. Chúng con xin được mời cha chính sứ Francisco Assisi cho chúng con số may mắn nhất của buổi hôm nay. Và bây giờ là số không đầu 3, 4. Xin mời số 0, 3, 4. Chúng ta cho bạn một tràng vỗ tay đi. Số của giải đặc biệt hôm nay 0, 3, 4. Xin dành một tràng vỗ tay thật lớn đấy cho giải đặc biệt. Và để tiếp tục cho phần văn nghệ hôm nay, chúng ta sẽ cùng với bài Sao Anh Nỡ Đi Tù. Anh nói rằng anh mê Giê-xu. Anh ơi đi tu không có người yêu, không có gia đình, anh sống có một mình. Có một mình à. Ngoài đời vui lắm, bao chốn vui, rất vui là vui. Vào dòng đi tu, bao khó khăn có vui gì đâu. Nói rằng tu vui sao không, anh đem câu văn bắt cả người ta, mang đến muôn người hạnh phúc nụ cười, hạnh phúc tuyệt vời. Tình yêu Thiên Chúa cao lớn hơn núi non đại dương, loài người vẫn dương nên Chúa thương xuống ban bình an. Yêu nhân thế Chúa hiến trao chính con một mình, Ngài là cứu tinh duy nhất trên thế gian mà thôi. Anh ơi vô dòng làm sao anh sống cho xong, anh không có bù đời anh sẽ rất long đong. Mùa đông lạnh tuyết rơi rơi mình anh một bóng đơn, coi nửa đêm lạnh giá có ai sẽ chia ngọt bùi. Em đừng lo điều đó, nhìn xem loài chim nào khó. Em ơi lo chi, em ơi lo chi, em ơi lo gì. Trong từng đêm hạnh phúc nguyện dâng lời kinh nhạc khúc, ta say câu kinh, ta say ân tình nguyện dâng về Chúa. Anh ơi vô dòng làm sao anh sống cho yên, anh không có tiền người ta sẽ nói anh điên. Tình duyên cầm bẫy liên miên thì anh phải biết trung kiên, đời tu tặng hiến khiến anh phiền ơi là phiền. Nhưng vì yêu tình Chúa gả nên vì bao đồng lúa, ta nên hy sinh, ta nên hy sinh, ta nên quên mình. Chính vì yêu chẳng thế Ngài đã vì ta chịu chết, ta nên hy sinh, ta nên quên mình vì ân tình Chúa. Bằng lòng đi em hãy để anh tu, vì anh say mê người tình. Người tình nào? Người tình Giê-xu. Cuộc đời đi tu dù có khó nghèo, tiền tiêu không có bao nhiêu. Mà vì Giê-xu anh sẽ quên mình, để đem niềm tin thắp sáng cho đời. Anh quyết dâng mình tận hiến hy sinh. Dạo đó sẽ thua to. Ôi hỡi em, chớ lo chuyện dương thế, chỉ mai sau hạnh phúc trên trời. Ôi hỡi anh, hỡi anh, hỡi anh, đừng nên chớ dối đi tu. Em thấy anh dạo đó, dạo đó sẽ không xong. Ôi hỡi em, chớ lo nhiều.
lòng tốt, vì khi đi tu thì được Chúa ở cùng. Bằng lòng đi em, bằng lòng cho ăn tu, không bằng lòng, bằng lòng cho ăn tu đi, tu đi, bằng lòng cho ăn tu đi. Này, bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, hãy cho ăn sống đời dâng hiến. Nhìn đồi cao và trên thập giá, Chúa giang tay chờ đón kêu mời. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, hãy cho ăn sống đời dâng hiến. Nhìn đồi cao và trên thập giá, Chúa giang